Đây là cái củ gừng nha các bạn, và đây là củ riềng nha. Mình sẽ làm cái món giò heo giả cầy nha các bạn. Sả và ớt mình đã băm rồi, bây giờ mình băm cái củ gừng với củ riềng ra rồi mình giã nhuyễn nha. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Kim Yến nha. Hôm nay Yến sẽ làm cái món là cái đùi heo giả cầy nha các bạn. Đây là cái đùi heo mình đã nướng, rồi nha các bạn. Và bây giờ mình làm cái món giả cầy nha. Nó tới là tảng nướng rồi. Thì bây giờ mình ướp gia vị vào cái đùi đây nha các bạn. Đây các bạn, đây là sả băm với lại ớt mình đã băm băm nhỏ nha các bạn. Mình cho vào nè. Còn đây là củ gừng với củ riềng. Mà cái củ riềng rất là cứng nên mình băm nhỏ ra là mình mới giã nó mới nhuyễn được nha các bạn. Đây, củ gừng với củ riềng một cố như này các bạn. Cái đùi của mình nó to làm cho vậy nhiều nó ngon nha. Đây là gói ngũ vị hương nha các bạn. Cái gói này nó to mình cho nửa gói nha. Tiếp theo mình cho vào đây một ít dầu ăn nha các bạn. Mình quen là mình độ nha các bạn chứ khỏi cần đâm nha. Dầu ăn này. Cho một ít dầu ăn mevela vào. Rồi, thành phần không thể thiếu của cái món này là mắm tôm nha các bạn. Đây là mắm tôm này. Mình cho vào đây 3 muỗng mắm tôm nha các bạn. Không có mắm tôm thì mắm ruốc, nhưng mà mắm tôm thì ngon hơn nha các bạn. Cái đùi của mình nó to nên mình cho vào đây 3 muỗng nha. Tiếp theo, đây là mẻ nha các bạn. Mẻ nha. Mình cho cỡ 3 muỗng mẻ. Cho 3 muỗng thôi nha các bạn, đừng cho nhiều quá nha. Nhiều quá nó sẽ chua, nó không ngon nha các bạn. Đây là dầu màu điều nha. Mình cho vào đây 3 muỗng. Bột ngọt. Bột ngọt thì cái muỗng cà phê này mình cho vào đây 3 muỗng bột ngọt. Hôm nay cái gì cũng 3 nha các bạn, mà tùy cái muỗng nhỏ cũng to nha. Đây đường. Mình cũng cho 3 muỗng đường. Mình cho vào đây 3 muỗng cơ no nha các bạn. Cái muỗng này rất là nhỏ nha. Cho vào đây 3 muỗng. Cơ no nó tròn vị. Chút nữa mình lên nước thử, nếu mà nó chưa vừa thì mình nêm lại. Còn nếu mà vừa thôi nha các bạn. Mình lên là hay chuẩn luôn. Không có nêm lại luôn. Wow. Cái đùi heo của mình nó rất là to nha các bạn. Mình rạch cái đùi heo mình ra nha các bạn, để cho nó thấm vào trong chỗ xương luôn nha, cho cái đùi nó to đấy. Mình hướng cái đùi đây. Cái đùi heo mình rạch bốn đường bốn bên như thế này nha các bạn. Cái đùi heo mình đã nướng sơ rồi, còn ở trong thì nó cũng cái gia vị mình đây các bạn. Đó, bây giờ mình phải ướp cái gia vị mình cho nó thấm vào cái đùi đây nha. Mình trộn gia vị lên cho nó đều này. Sả, ớt, gừng, riềng, ngũ vị hương, bột ngọt, đường, mắm tôm. Quan trọng nhất là phải có mắm tôm ha các bạn. Các bạn thấy gia vị mình ướp đây. Mình ướp vô cái son này nó sâu quá các bạn không thấy nha. Dầu ăn nữa nha các bạn. Wow, các bạn thấy không? Mình cho gia vị nó vào mấy cái kẽ đó luôn nha. Cho gia vị vào kẽ đây, tí nó thấm nha. Cái đùi nó to quá. Các bạn thấy cái đùi mình ướp nó hấp dẫn không? Gia vị rồi nha. Rồi bây giờ mình cho lên bếp. Nồi rất là to các bạn. Rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Một xíu nó ngấm gia vị vào rồi mình đổ nước vào nha các bạn. Mình cho nước ngập ngập cái đùi ra, mình nấu cho nó rút lại là được nha. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Kim Yến.
Hôm nay gia đình mình sẽ ăn cái món lẩu ấy, lẩu cái gì đó, thịt cay. Đùi heo giả cay. Đùi heo giả cay. Cái giò heo, cái đây là cái khúc ở trên nha các bạn. Cái đây cái đùi nha các bạn. Wow, rất là thơm nha các bạn. Còn cái đây là mắm tôm nha các bạn. Mình làm mình nặn chanh vô, cái bọt nó nổi lên trên này. Nước có một chút xíu mà bọt nó nổi lên. Rất là ngon. Để giới thiệu với các bạn là đây là cái lá mơ nha các bạn. Cái lá đây là người ta chuyên ăn thịt cầy, nhà mình trồng. À, có một chai nó mọc ở chỗ đây mà nó mướt lắm nha các bạn. Mướt rượt à, lá nó non, rất là non, ngon nha. Còn đây là dưa leo với lại rau xà lách nha các bạn, mình cuốn ra mình ăn nha. Wow, nói tới mình chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Vậy con thấy người ta hay làm cái thịt cầy bằng cái chó vậy. Thịt cầy bằng chó. Thì tất nhiên chó là thịt cầy rồi. Wow. Còn đây là cái đùi heo. Trời ơi, nó thơm các bạn ơi. Chạy xuống lấy miệng cái bao tay nha. Gấp lần ăn đi nha, đó, gấp lần ăn đi. Đó. Ok vậy. À, còn lấy miếng rau này, còn cuốn miếng thịt, còn chấm mắm. Trời ơi. Con biết ăn không? Nhức nát. Lấy đũa đưa chị Ben ha. Phát đũa. Cái đũa này phải đũa nào mới là đũa này nè. Được. Cái đũa nào mới là đũa này, nó bể đi luôn cái chén này. Cái đùi luôn thì cả bự. Cái đùi này chắc cũng phải hơn 2kg, 2-3kg nhỉ các bạn ơi, bự lắm luôn á. Cái đây là đùi em. Phải nhậu mới hết. Ý nó phải nhậu mới hết. Wow. Nhậu không hết được. Mình ăn lần nha các bạn, xong rồi cắt nữa nha. Thèm chảy nước miếng rồi. Chắc là ớt ớt. Ngon quá các bạn. Rất là thơm luôn á. Trời vâng, ăn em mẹ. Ăn đi con, lọc cứ nhanh lên mẹ ơi, đói quá là sụ mặt lại rồi. Đây con, ăn đi. Bột không rồi. Ừ, nó chấm mấy cái mắm tôm này. Wow. Rồi, ăn kèm dưa leo nữa rau sống vô. Rồi, mình mời mọi người ăn cùng với bạn bố mẹ con mình nha. Đây nha các bạn, mình phải cuốn với cái lá mơ là đúng bài nha các bạn. Mẹ chấm cái này gì? Mẹ chấm á. Cái mắm tôm đây là mình giả ớt tỏi đường bột ngọt nha các bạn, nặn chanh vào nha. Và nó nổi bọt rồi nè các bạn, ngon á, cực kỳ. Chào con, ngon lắm. Mời mọi người nha. Nhỏ. Nãy cục bự quá nó kẹt vô cổ. Ăn từ nhá. Dạ hai anh nè. Ngon. Ăn hết rồi chị đâu mà làm nước. Dạ ăn với cái mắm tôm nó cay á, lên lật nước xuống cho đỡ cay, nuốt quách. Ăn cơm bằng bữa cơm. Ăn cơm bằng bữa cơm. Dạ không. Ăn mắm tôm rất ngon. Mình cuốn cái rau xà lách nữa nha các bạn. Wow, cái miếng này mình chấm rồi, lọc không chịu rồi. Mình ăn miếng này. Wow, nó bự. Đồ nạt không? Có mắm tôm. Cái đùi nạt không các bạn? Có mắm tôm mới ngon. Ừ. Lỡ chấm nhiều quá rồi. Chấm nhiều kẹt cổ rồi. Ăn từ á. Nào cũng bị giống con á. Ăn miếng gà mới ngon. Gà là ngon đó các bạn. Ăn miếng gà mới ngon. Da mềm được không á? Nước á các bạn, mình đổ ngập cái đùi nha, mình nấu cho nó sắc khô lại nha các bạn. Là thấm gia vị, cái nước á là mình nêm nó mặn hơn cái nồi canh một chút xíu nha. Chứ mình đừng có làm mặn chát nha các bạn. Là nó thấm vô tận xương luôn, nhưng mà nó vừa ăn lắm. Rất là ngon. Nè cá đoạn này đâu mẹ? Chào. Đi lấy nước cái gì? Mẹ cắt ra lên nhà, rồi mẹ được ướp vô trong. Nếu như mà chấm điểm à, chấm 9 điểm thôi. Gà bấm, gà mắm tôm cay.
Em lại dám mơ vậy mà đó. Nãy xíu nữa nghiện. Cái đùi nó to các bạn ơi. Các bạn. Mày cắt nhiều hơn nghe mẹ con ăn vẫn chưa đã. Này mẹ có gọi mình đi. Đừng mẹ không các bạn. Thế cũng có mỡ chứ mẹ. Ừ, mẹ đuổi con thấy nạt không? Thấy mẹ. Nạt. Nạt xác em. Ăn đi con, gấp ăn lại. À, quá trời này. Đợi cái chén mắm cho mẹ. Mà nấu cái món này nó thơm phức cả nhà nha các bạn. Thơm lắm luôn. Gia vị rất là thơm ngon. Chắc lên ký. Ăn hết cái đùi này, mỗi người lên một ký nữa các bạn ơi. Quá rồi. Rồi, mình mời mọi người ăn với bố mẹ con mình nha. Thôi làm cái chuyện chiều cả. Dưới cái chén phóng cho mẹ lên lên rồi chấm 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 chấm. Ui, mình ăn với lá mơ các bạn. Lá mơ. Lá mơ. Đúng rồi. Trong bố mẹ con thấy ngon nhất là mắm tôm. Ừ. Các tường nói ngon nhất là mắm tôm rồi các bạn. Mình dẻ mắm ngon lắm. Đúng rồi. Ừ. Thịt cày mà không có mắm tôm sao ai thịt cày được. Con mình biết hết thịt cày là phải có mắm tôm. Con thấy nhất là chén mắm gì ta, tỏi tắc ớt. Nước mắm ớt tỏi hả? Dạ. Bỏ tắc vô. Nước mắm ớt tỏi ăn với thịt heo luộc nó mới ngon. Đúng rồi. Còn món này là phải chấm mắm tôm biết không? Nó mới hợp với khẩu vị. Ăn không phải ăn. Ừ. Kèm vô leo vô, nó đỡ. Ừ. Vô leo mới giảm cân. Ờ đúng rồi, giảm cân thì để con ăn miếng. Tập ăn vô. Mới hài hòa chứ không nó mập chết. Mẹ vô leo chấm mắm tôm rồi. Đúng. Ừ. Vô leo chấm gì cũng được. Con nói dở mà mẹ cũng được luôn hả? Ừ. Vô leo chấm muối cũng ngon mà nước mắm cũng ngon nha các bạn. Mắm mắm tôm cũng ngon mà mắm nêm cũng ngon. Vô leo rồi dễ ăn, ăn cái gì cũng được. Mày cắt tao mấy cục bự luôn mày. Ừ. Ăn vô leo xong rồi giận thịt nè. Không á. Mình ngồi đây, cứ ngồi đây mà không biết ăn nhà trọ nhà chứ sao đúng không? Đúng rồi mày. Lên mờ không quen ăn là khó ăn nha các bạn. Mấy người mà không biết ăn là ăn được. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe, nhấn vào cái chuông để ủng hộ kênh gia đình Kim Yến nha. Còn giờ thì bye bye. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Gia vị này nhớ cho thấy thích nhờ.